hào quang danh vọng đến với anh khi tuổi đời còn rất trẻ. Tưởng rằng sẽ có một tương lai cực kỳ sáng lạn. Những biến cố bất ngờ xảy ra trong cuộc đời và 7 năm thanh xuân sống trong tuyệt vọng, cuối cùng anh đã trở lại một cách ngoạn mục như thế nào? Thanh Bạch mời quý vị cùng chia sẻ. Tất cả chỉ có trong chương trình Ngôi Sao Đương Thời. Và cùng đồng hành với Thanh Bạch là nhân vật nào? Bởi vì mày là con của tao, là cháu con của giống nòi Đại Việt, mà mày chẳng biết yêu nước thương dân, đang trong cảnh lầm than tủi nhục khôn cùng. Mày gục mặt mong được sống an nhàn. Một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Giọng lão mà hóa ra trẻ. Thưa quý vị, chương trình này cho đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện, phát sóng hàng tuần vào tối thứ ba lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Đồng hành với chương trình đó là nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Anh em mình cùng bước qua bên đây để nói chuyện nào. Đi. Bước bình thường hay ra bộ? Bước ra bộ. Hữu Quốc, anh xin được hỏi em, cơ duyên nào mà Hữu Quốc lại thi vào trường đào tạo diễn viên nhà hát cải lương Trần Hữu Trang? Cái lúc mà cải lương đang trong cái giai đoạn mà nó trở lại cái thời kỳ mà phát triển rực rỡ, thì lúc đó em mới có 10 tuổi thôi, thì là em đang học dường như là học lớp 4, lớp 5 gì đó. Thì là em đã được đi học ở lò cổ nhạc của nghệ sĩ ưu tú Úc Châu lúc bấy giờ. Đó thì học trong lò cổ nhạc khoảng 2-3 năm. Thì lúc em mới có 13 tuổi thôi. Bắt đầu là nhà hát Trần Hữu Trang mới tuyển học sinh khóa 3. Khóa 1 thì anh cũng biết là gồm có chị Thanh Anh Tâm nè, anh Chí Linh, chị Vân Hà, anh Linh Trung, anh Bảo Kiến vân vân. Thì cái khóa 2 thành danh hết đó luôn, là nha. Có là chị Thoại Mỹ, anh Kim Tử Long, chị Ngọc Quyền vân vân. Thì lúc bấy giờ là dường như là trường đào tạo diễn viên nhà hát cải lương Trần Hữu Trang là với lực lượng thầy cô là dường như là những cây đa cây đề của sân khấu cải lương đó. Thì là trong cái lúc học á thì các anh chị rủ đi thi vào trường diễn viên Trần Hữu Trang không, thì lúc đó em cũng thi. Thầy Úc Trong hay cái này, thầy nói là thầy cho đứa nào đi thi thì đứa đó mới dám đi thi, còn thầy nói mày mà thi đậu tao cổng mày từ đây ra đến chợ Bến Thành là cái người đó thi cách mấy cũng rớt. Mà hên lúc đó em mới 13 tuổi mà thầy cho em đi thi. Anh tưởng đâu thầy cổng em là tiêu rồi. Mà hồi xưa em đi thi là em hát giọng đào chứ không có hát. Ủa sao kỳ vậy? Em chưa bể tiếng mà giọng cao vuốt luôn, giống Quách Phú Thành đó anh. Thì cái tuổi thơ của bé Quách Phú Thành nó giống em vậy đó. Ồ. Đam mê rồi về nhà là cũng lấy màn mùng rồi cắt rồi quấn lên người rồi ca hát. Mà cái này lần đầu tiên tiết lộ trong cái chương trình này luôn, là em nghĩ là em ra trường em làm đào hát chứ không làm kép hát. Tại hồi xưa là thấy mấy anh chị hát, đặc biệt là mình ca giọng nữ, thì hát như thế nào mình nghĩ là sau này chứ mình sẽ là đào hát chứ đâu có nghĩ là kép hát. Mà nhờ thầy Đoàn Bá mà em mới thành kép hát á. Thầy nói là con học, con ra trường con làm kép chứ không được làm đào. Thì thật ra hồi lúc đó bé Hữu Quốc với lại chàng Hữu Quốc bây giờ không có liên quan gì với nhau hết. Nó khác, bây giờ em đẹp trai hơn nhiều. Với trường đào tạo Trần Hữu Trang thì cái vai nào là cái vai ấn tượng đầu tiên trong nghề của mình? Nhắc đến vai này thì em mãi ghi ơn một người thầy, chính là một trong những nghệ sĩ tiền bối có công rất lớn với cái sân khấu cải lương, đó là nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Cô Phùng Há là dạy em lúc em mới có 13 tuổi. Cô đầu tiên cô nói nó nhỏ quá không biết giao cho nó cái vai gì. Và chính vì cái tâm lý đó sau này em có dạy lại Quách Phú Thành. Cái vai đầu tiên là vai Tấn Lực trong trích đoạn vở Phạm Công Cúc Qua, cái lớp Nghi Xuân Tấn Lực. Thì lúc đó em cũng không biết khóc là gì hết. Thì cô Bảy Phùng Há mới nói bây giờ con đừng có nghĩ con là thằng Hữu Quốc, con cứ nghĩ con là bé Tấn Lực.
cô ngồi, cô không phải là một người thầy mà dạy bằng những cái giáo trình lý thuyết mong, mà cô dạy bằng cái kinh nghiệm. Cô ngồi cô nói chứ xem khóc nào không biết. Con phải là một cái thằng tướng lực, là mẹ mất, cha đi chiến tranh, rồi ở nhà thì mẹ ghẻ là ức hiếp con như thế nào, cô dạy và cái lát em khóc hồi nào không biết. Cái tâm đó là lý, cái giai rất là tâm lý luôn. Rồi đó là một cái giai mà tuổi thơ, một thằng bé mới 12-13 tuổi, đùng một cái em nhảy lên ông già 70 tuổi. Anh biết là bể giọng là cái giọng khào khào, khào khào ca như là người ta nói là giọng dịch đực á. Thì nó già già nó khào khào nó cũng hợp không? Thì cô lại lo tiếp, cô nói bây giờ đi theo cái nghề này là phải làm kép chánh hoặc là kép nhì, kép ca, mà bây giờ cái giọng con vậy giờ sao? Thì lúc đó năm 16 tuổi là em phải bị Donny đóng dài, và cô đưa một cái vai là quan tư đồ trong vở Phụng Nghi Đình. Ban đầu em không chịu. Lúc bây giờ đã hiểu được là đi theo nghề là ra trường phải làm kép chánh. Chỉ có kép chánh thì mới mang đến cho mình những cái cơ hội trong nghề. Kép chánh thì ra đường thì người ta mới biết được là tối hôm qua cái cậu đó diễn vai gì. Còn em nghĩ tự nhiên con đang trẻ mà giờ bắt con vẽ rằn ri lên mặt, rồi vẽ nếp nhăn, rồi đeo râu vô, rồi con đóng vai già. Ra ngoài đường không ai biết không ai. Không ai biết. Thì cô có kéo lại, cô nói vậy nè, con làm vai này đi. Nếu con làm được vai này, sau này con định hình theo cái dạng vai này, con sẽ là một nghệ sĩ trẻ có tiếng đóng vai già. Thì ban đầu em cũng không hiểu như thế nào, nhưng mà mình được cô bẻ tay, rồi cô dạy từng cái tiếng nói, mà đặc biệt là cái nói lối. Cái nói lối của cải lương sau này các bạn trẻ chỉ là tập trung câu giọng cổ thôi. Đúng rồi. Nhưng cái nói lối của sân khấu cải lương mới là cái mà nó hay nhất. Giống như cô Thanh Nga nói lối nguyên một cái đoạn trong vở Tiếng Trống Mê Linh. Thì cái vai quan tư đồ này nói lối không là khoảng gần 5 phút. Thang ôi nước ly loạn thần cường quân nhược, dẫn đảo điên trở ngụy phò giang. Mau mau tanh hôi nhuộm đỏ khắp ngai vàng, mắt trung chính mờ quen lệ ngọc, rượu bồi yển bỗng pha màu tan, tóc gương dung lên khi lăn lóc những đầu rơi. Bởi hạ ơi, cái lũ quyền thần nó đáp cương kỹ tới bời. Kẻ tâm sự khóc gian sang ảm đàm. Nó còn dài nữa. Trời ơi. Đó chính là cái vai mẫu đầu tiên đóng vai già của em, là vai Vương Tư Đồ trong vở Phụng Nghi Đình. Mà cái này là sao rồi? Sau cái thời gian này là em diễn cùng với nghệ sĩ ưu tú Tú Sương. Còn lúc... cái giai thời gian đầu mà lúc mà với cô Phùng Há thì nó trước đó nữa. Dạ, lúc em không tìm được cái hình tư liệu. Dạ, cái vai già của em nó đã thành công từ thời Vương Tư Đồ. Và có lẽ từ đó về sau các đạo diễn, các nhà soạn giả đều cứ nhắm vào em mà cho vai già làm tới vậy hả Quốc? Sau đó là năm em 18 tuổi, trước khi ra trường năm thì là hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990. Yeah. Thì tụi em chưa đủ tiêu chuẩn để dự hội diễn, với tính chất là tụi em đi thi thầy Đoàn Bá và thầy Hoàng Ba. Lúc bấy giờ là có cho tụi em một cái cơ hội là diễn dạng chào mừng với cái vở Bảo Rừng Tre. À. Thì một lần nữa em 18 tuổi em đóng vai ông Sáu trong Bảo Rừng Tre. Năm 1995 thì bắt đầu hội diễn sân khấu. Anh nhớ cái thời tóc Abu không? Để dài trẻ hai mái rồi bận quần le le ra đó. Đó. Em là chuyên gia là em chạy theo cái thời trang ở ngoài. Thế thời trang. Đó. Bởi vì nhìn em không già là vậy đó. Hội đồng nghệ thuật phân vai thì đạo diễn đó là thầy Lê Văn Tĩnh và tác giả là anh Lâm Tuyền không đồng ý em vào vai này. Nhưng lúc đó là nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, lúc đó là phó giám đốc nhà hát. Thuyết phục được. Nó là... coi nó vậy thôi. Thầy chấp nhận đi. Kéo em lại, con về con cắt tóc lại cho nó gọn gàng, bận đồ quần tây áo sơ mi đi, rồi con sẽ tạo được niềm tin. Và năm đó em được cái huy chương vàng hội diễn đầu tiên. Em nghĩ đó là công của nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện. Hình ảnh tiếp theo là gì? Hòn Vọng Phu, em đóng vai Lão Quý, bên cạnh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, là cũng là một trong những người thầy trên sân khấu của em. Anh chính anh Linh, anh Vũ Linh là dạy em cái vai diễn này.
Wow, tập cho em đường nét, tập cho em dạ. tâm lý mọi thứ. Dạ, từng cái nhấn nhá. Có cực lắm không em? Nói chung tập với anh Linh cũng cực lắm, cũng không thua gì cô anh Hùng Hà. Anh rất là chi tiết. Cái đoạn cuối mà anh kêu chỉ với chỉ mà kêu chữ nghiệp chướng thôi là kêu mười mấy lần. Kêu đứng nào mà em muốn vỡ giọng luôn. Giờ làm lại một lần đi. Nó phải có cái quá trình khi mà biết được con cái đến cái đoạn đó thì cái âm nhạc đó. Mà trời sấm chớp và khi mà ổng kêu cái người anh bỏ đi rồi thì trời sấm chết lên là ổng thất thần ổng đi vòng vòng. Nghiệp chưa? Cưng quá em ơi. Vậy mới là nghệ sĩ đấy. Chúng ta đến với hình tiếp theo là gì? À, già quá, già thiệt luôn á. Em với ca sĩ Quốc Đại với nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ. Cái này là vở Cung Đàn Nào Cho Em, tác giả Huỳnh Anh, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ. Vai này tuy là em diễn rất là nhiều, là vai chính của cái vở này luôn, nhưng mà năm đó em huy chương bạc. Cái vai lão này nó khác với những vai lão của em trước đây. Cái vai này là một trong những vai mà thậm chí cả nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan diễn một lần và không dám diễn nữa. Nó gần như là ông tổ của nghề. Là một cái người mà chấp nhận cuộc sống nghèo khổ nơi một cái dạ cầu cá rô, âm thầm viết lên những bài hát cho sân khấu và bị những cái cay đắng trong cuộc đời nó diễn ra liên tiếp. Ông Tư Chung đã đào tạo ra rất nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhưng mà cuối cùng nhận lại cái sự phũ phàng cay đắng và cuối cùng là ông vẫn chết bên cái dạ cầu. Nên là lúc bây giờ là chú Hai Diệp Lan diễn xong á, nó có một tí xíu về nó vận vào cuộc sống của chú á. Và em diễn cái vai này xong 7 năm hạn. Hãy xem đó là một dấu lặng trong cuộc đời và cái điều đó cũng đã là dừng bước chân của em trong một thời gian khá là dài. Là một sự mất mát không hề nhỏ của một sức trẻ đang lên, của những cái đỉnh cao mới mà đáng ra em sẽ có cơ hội để tiếp cận nữa. Hữu Quốc đành phải đối mặt với những điều gì? Có người hiểu em á thì họ không thể giúp được. Và có người họ lại ngoảnh mặt. Và tất cả những gì mà em đã từng làm dường như nó không xảy ra nữa. Đó, thế là về nhà ban đầu thì mở quán cơm. Rồi có những lúc mấy cái cô mà phụ rửa chén của bệnh hay là cô không đi làm á, thì đã nghệ sĩ ưu tú rồi thì em cũng ngồi rửa chén ngay lề đường. Ai kêu gì làm đó trong 7 năm trời. Anh Bạch và quý vị khán giả cứ nghĩ đi, một nghệ sĩ và một ca sĩ thôi, khi mà họ không hoạt động trong nửa năm thôi, cái nỗi nhớ nghề của họ đến mức độ nào. 7 năm trời, dần dần thì có những cái show diễn không như mong đợi mà nó cứu sống mình trong một cái thời gian đó. Thì chẳng lẽ giờ mình chịu để mình chết? Điều đó nếu mình không khéo thì người nghệ sĩ trong mình nó sẽ bị tổn thương. Nói thật là cũng nhờ các chương trình game show truyền hình, em có cơ hội em trở lại. Em xuất hiện. Em xuất hiện tài tử tranh tài. Em với Trang Cặp. Lê Phi. Lê Phi. Kiếp này ta và chàng không duyên nợ, nhưng nếu như có kiếp sau, dù ở nhân gian nào, thiếp cũng nguyện mãi bên chàng. Lê Phi! Thì nhờ cái chương trình đó, nguyên cái giải thưởng lúc bấy giờ
600 triệu. Em là người chơi game show mà lời nhất từ xưa đến giờ. Em làm gì với số tiền đó? Lúc mà mở quán cũng có mắc nợ, rồi cũng trả nợ dần dần. Rồi sau này cái làm việc thêm, làm đầu tiếp tục làm đạo diễn cho chương trình đó mùa sau. Rồi tham gia tiếp là Thử Tài Siêu Nhí cái mùa 1. Đó, rồi cái Bé Quách Phú Thành quán quân nữa đó. Thật ra thì cái sự quay trở lại của em rực rỡ và đầy năng lượng hơn. Và năng lượng đó không chỉ cho bản thân mình mà còn chia sẻ, làm nền cho biết bao nhiêu quán quân, để rồi mình bước ra sân khấu. Và tất cả những điều đó quá tuyệt vời. Bây giờ thì anh mời em tham gia game show. Em hãy nhìn lên màn hình kia, có một cái đồng hồ. Trong vòng 60 giây em sẽ nghe gợi ý thứ nhất, gợi ý thứ hai, gợi ý thứ ba, vân vân, để đoán ra cái nhân vật mà sẽ xuất hiện là một người rất là gần gũi với em. Có thể là người thân, là mẹ em, có thể là bạn diễn, có thể là thầy của em, vân vân. Bắt đầu nha. Dạ, em sẵn sàng. Gợi ý đầu tiên, đây là một cô đào đẹp. Đây là một nghệ sĩ cải lương lừng danh. Đây là một nghệ sĩ tên thật có chữ lót là Ngọc. Và cuối cùng, Ngọc Quyền ha anh? Cái cuối cùng này mà em phải suy ra từ cái gợi ý cuối cùng nè. Ngọc. Cô Ngọc này không bình thường. Trời, cô này có một dạng thần kinh lạ mà dân gian gọi là cô khùng. À, Ngọc. Trong vở kịch Diều Ơi. Trời, của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, chị Thoại Mỹ. Rất tiếc. Mọi người phải vỗ tay để chúc mừng cho Hữu Quốc. Kìa. Từ từ bước ra. Em chào anh. Chào bé. Chào em. Trời ơi. Cưng. Chỉ có em mới biết cái chữ lót tên thật trời thôi. Trời ơi, em nói thiệt, hồi nãy nếu mà Quốc đón ra em đi về liền. Vì em gì kỳ, em không biết tên thiệt của chị là sao. Đâu lúc nào mình cũng nhớ cái tên cúng cơm đâu. Tên cúng cơm của chị mình là mình phải nhớ chứ. Vậy chị biết tên cúng cơm của em là gì không? Nguyễn Hữu Quốc. Thiếu. Nguyễn Thị Hữu Quốc, Thị Hữu Quốc. Thôi lại đây. Đó, chặt chém liền thấy chưa. Thì chứ sao, vậy mới vừa với em. Rồi, thế thì Thoại Mỹ và Hữu Quốc gặp nhau từ bao giờ? Chị Mỹ là học khóa 2, trường đào tạo diễn viên Nhà Cái Lương Trường Vũ Trang. Rồi các anh chị lúc bấy giờ á, thương tụi em lắm. Thì mỗi lần mà thi á, là đi vô chăm sóc, mặt mày này nọ, quần áo hay là muốn mượn cái gì thì mượn. Rồi vô rồi cũng coi mặt mũi, cái nào sao làm sao. Thì mặt mũi Hữu Quốc hồi lúc đó sao vậy? Thoại Mỹ còn mày nhớ không? Dễ thương lắm anh. Ốm phải không? Ốm nhưng mà rồi, rất là dễ thương. Giọng ca con gái. Duyên dáng. Giọng ca con gái mà hơi khào khào chút xíu. Ca giống cô Lê Thủy vậy đó. Hơi khào khào chút xíu. Là xưa là ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Là xưa vậy đó. Ở trong lớp thì mấy mươi người, nhưng mà thấy cái anh này là ảnh trội nhất. Ảnh kêu bằng lúc nào ảnh cũng làm phong trào hết trơn á. Ảnh tạo phong trào này, phong trào kia để người ta chú ý. Và cái tánh sáng tạo của Quốc nó ngay từ lúc nhỏ luôn rồi đó. Cho nên là bài cái này, bài cái kia để cho các bạn mình làm theo. Và cái đó cũng là một cái hay cho em. Và để cho tới bây giờ em luôn luôn sáng tạo trong cái nghề nghiệp của mình á. Cái nhân duyên nữa là chị Mỹ cũng là học lớp A, học cô Bảy Phùng Há luôn. Một thầy luôn. Nếu là học trò của cô Phùng Há thì anh Bạch đố hai em, nếu khi mình diễn ra bộ mà mình đưa bàn tay ra thì phải đưa thế nào mới là đúng? Mình đưa bàn tay ra thế nào mới gọi đưa là... phải đưa cho đẹp nha. Cái tay phải dịu dàng đi cho đẹp, chứ không phải là đưa cứng ngắc thẳng băng vậy nha. Đưa nếu mà là một cô mà đào, người ta phải muốn nắm cái bàn tay mình đó, phải bắt phụng nữa đó anh. Chứ không phải mình đưa cái bàn tay dùi đục chấm mắm lên ra. Và cái điều quan trọng là khi mình hát ra bộ thì cái giọt mưa nó phải nằm được trong lòng bàn tay. Đưa ra mà giọt mưa nó tuốt lướt như vậy là tiêu tùng dưới cổ, không yên thân. Anh học lớn, lúc trường nghệ thuật sân khấu cổ ga, cổ qua cổ thị phạm cho cái lớp cải lương. Anh là cái lớp kịch, nhưng mà anh hãy nghệ sĩ mà ngôi sao là anh theo. Anh núp, anh coi. Thế thì cổ ra bộ cổ chỉ, Lữ Bố phải như thế này, còn Đổng Trác là làm sao, Điêu Thuyền. Cái tự nhiên anh nhớ. Và bây giờ nhắc tới tên của cô, thì bây giờ đây là hai học trò giỏi đó quý vị.
không quên tuồng, không quên lời thầy cô dạy đó. Hỡi thần dân của xứ ngôi sao đương thời, ta sẽ biến hữu quốc thành đào, và sẽ biến thoại mỹ thành kép. Hỡi mọi người có đồng ý hay không vậy hả? Đây là Điêu Thiên, còn kia là Lữ Bố. Trời, vô Điêu Thiên. Dạ. Nàng, nàng hãy qua đây cho ta biểu. Tôi nghe cái kêu qua mà qua đâu? Ta biểu, nàng qua đây cho ta biểu. Qua cái cầu đó hả? Phải qua cái cầu. Không qua. Nàng không qua hả? Không qua ta chổi cho nàng bể cái lỗ mũi nè. Dạ, chết cái lỗ mũi tôi rồi. Trời ơi, bà xạo dễ sợ không? Cục đá tôi còn cầm trên tay mà bà dám nói bà bể cái lỗ mũi. Đau trước chứ bộ. Nàng có qua hay không? Không qua. Ai muốn qua thì qua diều, thì qua cầu, chứ tôi không có qua. Nàng không qua phải không? Ừ. Được rồi, không qua. Tao qua tới bển được hả? Tao nhắc là nhíu, tao nhắc là nhíu. Nói gì vậy? Ta nói là nếu mà nàng không qua đó thì ta sẽ qua tận bên đó. Ta rước nàng sang bên đây, ta nâng niu như một cành hoa vậy mà. Không qua phải không? Ta qua đây này nha, Điêu Thiền. Ê ơ ủa dạ, làm gì vậy? Gãy cái tay tôi rồi nè. Trời đất ơi, bà này bà nhão dễ sợ không? Bây giờ sao? Nắm nhẹ nhẹ thôi. Nắm nhẹ nhẹ thôi phải không? Một ngón thôi. Nè, nắm nè. Ôi da, cái này là nhéo chứ nắm cái gì? Đàn bảo tao nắm nhẹ nhẹ. Nắm gì nè? Nắm cái ngón út này thôi vậy đó hả? Trời ơi, con út này là không có chặt đâu à nghe. Té xuống nước ráng chịu à ha. Thôi qua đi, hết giờ rồi. Rồi, đi. Một, hai, ba. Điêu Thuyền bảy chả, bảy chả, bảy chả. Thôi đủ rồi. Hô thông. Không biết là bao lâu rồi không có diễn, cho nên không có nhớ. Đây là giống như là lời dạy của cô hồi xưa, rồi mình nhớ được câu nào thì mình nói câu đó vậy. Với những chặng đường của Hữu Quốc thì Thoại Mỹ có theo dõi và thấy sự phát triển của Hữu Quốc trong nghề nghiệp không ạ? Em thấy một cách rõ ràng. Sau cái biến cố đó đó thì là em thấy Quốc có một ý chí rất là lớn, giống như làm cho mình xoa dịu cái nỗi buồn của mình bằng cách là như em đã mở quán cơm bình dân để bán nè, từng đứng xây sinh tố nè, rồi múc từng dĩa cơm rồi đem giao. Mình thấy xúc động lắm anh. Trong cái ngành nghệ thuật của mình cũng nhiều anh chị em nghệ sĩ và ca sĩ ủng hộ Quốc rất nhiều. Và sau đó thì qua những cuộc thi thì bắt đầu là viết rồi đạo diễn. Nói chung là hoạt động kêu bằng là nhiệt huyết hơn nữa. Yeah. Để mà nắm lại cái thời gian, cái chuỗi mà mình đã bỏ rơi. Khi bước qua vai trò đạo diễn thì có lẽ cái tình thương, cái tình yêu của trái tim của Hữu Quốc nó mở rộng hơn rất nhiều. Đầu tiên là do nghệ sĩ Tú Mỹ Uyên có nói chuyện với em, có nói là thôi bây giờ về cùng làm cho sân khấu 5B Võ Văn Tần. Thì em trước đó thì nó có vở Tình Lá Diêu Bông, và khi mà em bắt tay vào làm Diều Ơi á thì chị Mỹ là một lần nữa thương em. Anh cứ nghĩ đi, chị Mỹ công việc bận bịu nhiều lắm, vừa đi quay hình các show diễn liên tục rồi nước ngoài nữa. Thì em có thuyết phục chị Mỹ về thể hiện cái vai nhớ trong vở Diều Ơi. Lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, lần này em mới được tái ngộ với lại sân khấu kịch. Và khi nghe Mỹ Uyên và Hữu Quốc mời đó thì nói chung là em rất là phấn khích, sẵn sàng vô. Nhưng điều kiện tại sao em lại chọn chị Mỹ? Bởi vì cái vai này là một cái vai rất là khó diễn. Tuy là một cái người mẹ mà bị khủng hoảng, bị mất trí nhớ, nhưng nó có qua nhiều cái cung bậc cảm xúc mà đòi hỏi là một cái người nghệ sĩ phải đầy bản lĩnh. Mặc dù trước đó là khi mà quay một cái phim ngắn cho bé Quách Phú Thành, Sau khi bé đoạt quán quân thử tài siêu nhí, nghệ sĩ Tú Phương Thủy làm vai này rất là tốt. Nhưng mà chị Phương Thủy thì định cư ở bên Mỹ. Khi em phát triển ra thành một cái kịch bản dài
gần 3 tiếng. Thì cái người đầu tiên em nghĩ đến là chị Thoại Mỹ. Cô này thì tập hăng say, và điều quan trọng là với những cái sự miệt mài lao động của chị và cùng với ekip, thì năm vừa rồi chị Mỹ lại được giải Mai Vàng với cái vai kịch nói trong vở Diều Ơi. Trời mày nhớ ơi. Nhưng mà em phải hát hò rồi lên thì mới quyến rũ được chứ. Đâu, đúng không? Kịch nó có cái hay riêng của kịch anh. Anh không tin đâu. Đó, anh chưa xem vở này không có tin. Thôi vậy để bữa nào diễn lại, không tái diễn nào, lại em mời anh cái nha. Bữa nay thôi chứ còn bữa nào nữa. Không, hôm nay Thoại Mỹ phải đóng vai khác. Là vai nào? Trong đó có một cái vai nữa là cái bà mẹ nuôi bé Diều. Em sẽ đóng vai từ bà ngoại thành ông ngoại của bé Diều, mà sẽ nhờ Phạm Quyền Trâm đóng vai của chị Mỹ. Ôi, cái đứng 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 lên rồi, quay quay một vòng coi. Thôi hôm nay ở đâu có cái áo đầm đẹp vậy? Người ta cho em á. Hả? À, vậy hả? Ủa rồi cái quần đâu? Mặc cái này sao mà mặc quần? Gì vậy, không có bằng gì hết trơn hả? Có. À có. Thôi ngồi xuống đây đi, ngồi xuống đây. Nha nha, có khoai lên. Nè, lột nha. Lột nha. Nè, ngon lắm á. Nè, em gái ăn đi. Thôi em không ăn đâu, hay ăn đi. Thôi, nhiều lắm nè. Em ăn đi. Thôi không ăn đâu, em no rồi. Rồi mình nên ăn hết một đống này luôn hả? Hồi hôm qua mới bắt hai hả? Ăn một gỗ hộp mít lùi luôn. Rồi giờ tới hả? Một đống khoai lang này nữa. Hèn gì hả? Hai ú ù. Em muốn nhôm nhách à. Hai vui quá. Mà hai ơi, ngày hôm qua ngoại nói với em nhiều lắm luôn á. Anh nói gì vậy? Ngoại nói á, em với hai á không phải là cùng cha cùng mẹ. Không có phải vậy đâu nha, đừng có nghĩ vậy nha. Không có phải vậy đâu. Mà hai ơi, hai đừng có chọc ngoại nữa nha. Mỗi lần á mà hai chọc ngoại á, ngoại chối hai á, em đau lắm á. Hai cũng đau vậy, hai đau lắm luôn á. Mà nói nghe nè, hồi sáng nghe nói hả là đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Nói nghe đi, đi đâu vậy? Nói hai nghe đi. Em đi học, rồi á, mai mốt nha, em thành tài, em lo cho hai, em lo cho ngoại luôn á. Đi học làm gì cháu như vậy? Mà đi học là đi xa hả? Nhà đi xa lắm hả? Đi học là đi xa. Hai nhớ nha hai. Đi xa là giống như Lan Điệp. Nói nghe anh nè. Mà hai nói em nghe, em đi rồi á, những lúc mà hai bị ngoại đánh, rồi bị ngoại chối á, hai đau lắm. Mà những lúc đó hai không còn được nghe bé Diệu ru. Ủa hả? Mà sao hai biết em sắp xa hai vậy? Đâu có đâu. Hai nghe hả, trong tuồng người ta nói sao là hai nói y chang vậy luôn á. Mà tuồng gì vậy hai? Lan Điệp á. Rồi bắt em làm dây điệp nữa rồi. Chống lạnh lên. Anh Điệp. Lan em. Bự. Chiều nay đi Sài Gòn hả? Chiều nay tôi đi rồi.
Bầu ấy chảnh vui lắm hả? Đối với tôi á, không ở đâu vui bằng ở đây hết. Không ở chốn nào đẹp bằng chốn này hết. Lan hiểu không? Hiểu chứ. Chắc á, là tôi đi lâu lắm tôi mới về á. Lan đừng có buồn nha. Không, tôi đâu có buồn đâu. Thôi tôi vui lắm chứ. Người ta đi lo cái chuyện công danh mà, tôi đâu có cản gì. Nhưng mà người ta đi rồi á, chắc cái nhà này buồn lắm. Một năm 12 tháng dài đằng đẵng, người ta chỉ chờ đợi mấy tháng hè. Mỗi khi thấy trời bắt đầu lất phất hạt mưa, mấy con ve nhỏ kêu răng trên ngọn mé tây ngoài nhà đi. Trời đất có thì buồn như vậy đó, mà lòng vui không kề xiết. Vì biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách mong chờ. Trời ơi, hay quá. Gặp mặt không có biết nói chuyện chi đâu, mà xa thì trong già bồi hồi. Tôi ở gần đây nè, có khi cả ngày cũng không có gặp mặt. Biết người ta có mặt ở nhà, tôi cũng không có thắc mắc âu lo. Nhưng chiều nay người ta về, rồi người ta lại phải đi xa, tôi lại thấy buồn thay nhớ. Chiều chiều ra bên ngõ mong rồi vẫn hờn con đò nhỏ. Ngày mấy lượt sang sông sao hồng nhạc mênh mông. Chiếc xe của ai mà bự cho bá lửa? À, không có con ơi, xe của người ta không có xe của mình đâu con. Thôi, bây giờ sao diều sao con? Sao à, đi về thả diều. À, đi về lấy diều ra thả con. Ông Tám khùng. Giờ này nắng chăng chăng đi thả diều bộ khùng hả? Trời ơi, mày không nói tao khùng đi gì cũng được. Con nó nói đi về thả con. Hai ơi hai, bây giờ hai đem diều về đây đi. Rồi em với hai đi thả diều nha. À, vui lắm. À, bé diều muốn thả diều á. Đúng rồi. Ở đây chờ hai nha. Hai chạy u về nhà cái hai lấy con diều lại cái hai chạy mình thả diều nha. Đi con, lẹ. À. Diều, đi. Cô ơi, nhớ lo cho nó đàng hoàng giùm tôi nha cô. Bác yên tâm đi, con hứa con sẽ lo cho Diều ăn học đàng hoàng. Con... Diều ơi cô, lâu lâu cô cho con về đây thăm ngoại với hai nha cô. Cô hứa rồi, con phải ráng ngoan, ráng học. Rồi lâu lâu cô sẽ đưa con về thăm ngoại và thăm hai con nha. Nhớ nha cô, lâu lâu đưa nó về thăm tôi với lại con. Chứ nó thôi là nó khùng nữa nha dạ, cô. Bác đi học. Nó ra đầu đi lẹ, đi lên xe liền đi. Đi con. Không có bắt cóc mà. Đâu có bắt cóc đâu mà. Nhớ ơi nhớ. Nghe nè. Cả con tôi lại cho tôi. Con tôi lại đây. Nhớ ơi. Ông Tám ơi. Nhớ ơi. Trời ơi, đâu có bỏ đâu, thôi đứng dậy chào. Tôi làm bộ thôi, chút xíu làm gì dữ vậy trời. Đừng có ai bắt con tôi. Nếu mà quý vị mà đi xem nguyên cái vở này mà chị Thoại Mỹ đóng ở sân khấu 5B Võ Văn Tần thì quý vị sẽ thấy cái cô nhớ còn dữ dội hơn nữa. Xin cảm ơn hai con. Cảm ơn Trâm, cảm ơn bé Gia Hưng nhiều. Dạ. Hữu Quốc ơi, bên cạnh sự rực rỡ về ảnh hào quang, em có cảm thấy hài lòng với những gì mình đạt được? Em thật sự chưa bao giờ em cho rằng em đang đứng ở một cái đỉnh cao nào đó. Em vui bởi vì những nghệ sĩ mà diễn vai tính cách như em và các anh chị khác dần dần được công nhận
dần dần được khán giả yêu mến. Và cái vui lớn nhất là em đã làm vui lòng một người thầy, gắn cái định mệnh đóng vai già cho em. Đó là: cô ơi, thằng Hữu Quốc của cô năm 16 tuổi, cô đã dạy nó đóng vai quan tư đồ, bây giờ nó đã thành công với những vai già đúng như những gì đó là của sĩ cô. Nhân dân Phùng Hà. Dạ, chúc mừng em Hữu Quốc ơi. Cái vai già của em đóng nhiều cho nên em có kinh nghiệm. Bây giờ anh thách em trong vòng 60 giây đồng hồ chạy hết một tour vậy đó, Hữu Quốc trẻ đẹp biến thành ông lão, Thoại Mỹ có dám cá là Hữu Quốc sẽ làm được không? Em chắc chắn là Hữu Quốc sẽ làm được. Ờ, sao mọi vậy? Người có tin tưởng là tại Hữu Quốc làm được không? Tại vì chị đã coi cái kịch của em thi diễn viên tài sắc. Diễn viên tài sắc đó trong vòng có không tới một phút nữa. Không phút mấy, làm nửa mặt nam nửa mặt nữ. Ồ, còn cái này giờ... nguyên mặt già. Giờ già còn dễ làm nữa. Cái này ý chị nói em già sẵn đúng không? Không phải. Dạ thử đi anh. Nhưng anh mà thử. Anh cho em mượn một cái kiến với lại hai cái viết chì. Cái viết chì nâu, cái viết chì đen. Trời, chuẩn bị sẵn luôn. Ở đâu có sẵn vậy? Hả? Anh lúc nào cũng có đồ nghề mà. Dạ. Nhưng mà anh quý ai lắm anh mới cho mượn. Em ngồi xuống nha, em chuẩn bị rồi anh mới ra hiệu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Thưa quý vị, trong vòng 60 giây, Hữu Quốc làm thế nào để biến từ một chàng trai trẻ đẹp trở thành một ông lão? Quý vị hãy xem. Đầu tiên là làm giữa hai mắt, bởi vì người già hay trâu lại là cái chỗ này nó phải nhăn. Nhưng mà nhăn nhiều hơn, dễ thấy nhất là trên trán. Đúng rồi, những nếp nhăn trên trán, nhưng mà quan trọng là hai nếp nhăn hai bên mép, nó mới thể hiện cái độ sâu, cái độ lão. Nhưng mà cái phần nhân trung cũng vậy nữa. Bên cạnh đó, chúng ta phải làm râu vô cho nó mau già hơn. Chứ mà ít râu quá, khó già lắm. Nhưng mà râu phải tán ra. Đúng rồi, đã có râu trên thì phải có râu dưới. Đó, râu cằm mọc ra như lúa. Trời ơi, còn 20 giây nữa. Ráng rồi, ráng rét lên em ơi. Còn gì nữa? Đúng rồi, hố mắt rất là quan trọng. Người ta trị cái hố mắt xong này luôn, xong luôn. Tốn tiền lắm luôn. Rồi, bây giờ, trước một phút rồi. Còn lại đến 15 giây. Sao vậy Hữu Quốc? Nói chung Bạch nó gọi tới đây mà nó nói gì mà nói quá trời quá đất. Nó làm em mờ cờ mà nó bắt tao già tao nói. Thôi kệ nó ông ơi. Rang tới đây làm cái thử thách này kiếm 5 triệu giúp cho người nghèo. Hay quá. Thưa quý vị, những buồn vui của nghệ sĩ trong cuộc đời nó cũng là cái chất liệu sống để thực hiện những vai diễn của mình. Và dự định của Hữu Quốc trong tương lai thì nếu có thể thì hãy chia sẻ cùng với anh Thanh Bạch, chị Thoại Mỹ cũng như quý vị khán giả. Thực sự là cái ước mơ không chỉ của riêng em mà cũng các chị Thoại Mỹ nữa là tụi em sẽ cùng nhau làm một cái sân khấu. Chị Thoại Mỹ cùng với những người bạn có anh Ngân Tuấn, Hồng Yến, Huyền Trâm, rồi một vài em nhỏ nữa, Võ Minh Lâm vân vân, sẽ cùng nhau để mà có một tạm gọi là một cái câu lạc bộ sân khấu để cho thỏa cái nỗi nhớ nghề. Chứ ước mơ lớn á, thành lập một cái đoàn hát hay là để mà vực dậy tình hình sân khấu chung á, thì ở sức của chị em tụi em không làm nổi, mà nó phải trong tầm cái tay thì nó sẽ dễ làm hơn của nhiều người. Đúng rồi. Điều quan trọng là tụi em đang ước mơ có một cái nơi, một cái sân khấu để mà tụi em hàng tuần có những cái vở diễn khác nhau để cho khán giả sẽ đến rạp họ ủng hộ. Và bên cạnh đó thì mình giữ lửa được cái thế hệ này thì mình mới tạo châm cái ngòi lửa tiếp cho cái thế hệ mai sau. Và có như vậy thì với những cái việc làm nhỏ của tụi em thì em hy vọng rằng là sân khấu cải lương sẽ được tiếp lửa theo từng thế hệ. Thế hệ còn ở đây tràn đầy năng lượng thì mới mồi một cái ngọn lửa nhỏ trong tim của thế hệ tiếp theo để cùng chung sức chung lòng để giữ gìn cái nền nghệ thuật mà mình tưởng chừng nó mai một nhưng nó vẫn còn. Dạ. Và chúng ta hãy cùng thắp lửa để cho sân khấu cải lương được sáng đèn lên. Và từ từ những ngọn lửa nhỏ nó sẽ bùng lên và nó sẽ tạo nên một cái đỉnh vinh quang mới cho bộ môn của mình. Thì lúc đó nhìn các bạn trẻ mà diễn xuất thành công như vừa rồi, nó như là máu chảy về tim á. Em có một người em trong nghề,
đó là nghệ sĩ Minh Hòa. Em biết cậu ta rất là lâu rồi. Một cái người yêu nghề kinh khủng, chuyên diễn những vai kép độc, những vai mà đòi hỏi những động tác vũ đạo khó, có thể lăn lộn, nguy hiểm luôn đó. Nguy hiểm trên sân khấu. Trong lúc tình hình sân khấu khó khăn thì cậu em này phải chạy xe ôm, xe ôm công nghệ để kiếm tiền để lo cho vợ, lo cho con, của gia đình. Và em muốn có một cái món quà tinh thần của chương trình gửi đến với nghệ sĩ Minh Hòa, một người sống hết lòng với sân khấu, một diễn viên mà nếu được phân những cái vai khó trên sân khấu, những vai dữ dằn, thì cậu ta cháy hết lòng. Đó là nghệ sĩ Minh Hòa. Minh Hòa là diễn qua rất nhiều cái đoàn hát. Minh Hòa là từng là sống chết với những vai diễn trên sân khấu cũng như là các vở cải lương truyền hình. Và anh xin đại diện cho chương trình gửi tặng Minh Hòa một cái số tiền tuy nó không lớn nhưng mà hy vọng là em sẽ vượt qua được cái khó khăn tạm thời. Hòa ơi, giây phút này cảm xúc của em sao mà nước mắt dâng trào rồi. Thật sự ra thì em ngồi ở dưới thì em cũng cố kềm lắm, em muốn không muốn khóc. Bởi vì là mình là người nghệ sĩ mà muốn cái gì nó thăng hoa, nó sống với cái nhân vật mình trên sân khấu nó hào quang hơn. Nhưng mà thật sự anh Quốc là người hiểu em rất là nhiều, cũng như là chị Mỹ. Thì qua cái thời gian mà lao động nghệ thuật, mình đóng vai kép tính cách, kép độc, thì thật sự ra thì như Quốc đã chia sẻ với quý vị là show rất là ít và cái cuộc sống khó khăn và phải lo gánh vác trong cái gia đình, phải lo vợ lo con đi học tới nơi tới chốn nữa, thì chi phí cũng rất là khó khăn. Và trong khoảng thời gian khó khăn mà một tháng chỉ diễn được một lần trên rạp hát thôi, thì em phải kiếm thêm cái nghề tay trái. Nếu làm những cái nghề khác, đi sáng làm 7 giờ tới như là giờ hành chánh 5 giờ chiều về, thì mình không có thời gian để tập tuồng, không có thời gian mình hòa quyện những vai diễn mình trên sân khấu. Mà cái đó là cái đam mê, nhưng mà là cái máu thịt của mình và ăn sâu vô trong tim của mình. Và em phải tìm suy nghĩ mọi cách luôn. Nói chung là buôn bán thì mình lại có không dám buôn bán. Bởi buôn bán cũng hai chồng bán hủ tiếu, mở ra bán là cũng không có vốn nữa. Rồi sau đó bán ế quá rồi thôi thâm vốn, cho nên không buôn bán được. Thôi mình đăng ký chạy xe ôm công nghệ. Mấy tháng đầu chạy thì mình cũng giấu là bởi vì không cho con biết, không cho vợ hay. Nhưng mỗi lần mình suy nghĩ thì mình cứ nước mắt cứ tuôn hoài à. Không biết là con mình có hiểu được mình hay không. Sợ nhiều khi thấy cha mình trong cái hình tượng như vậy sẽ mặc cảm. Nhưng dần dần thì mình có lầm tâm lý với con là: con ơi, nếu như trong hoàn cảnh hiện nay cuộc sống khó khăn như thế, ba chạy xe ôm con có buồn không? Con em trả lời một câu là: không ba. Ba làm lao động bằng lòng lưng chân chính của ba để nuôi con, nuôi gia đình, thì con không có gì phải buồn hết. Mặc dầu những lúc chở con đến trường á, em cũng mắc cảm lắm, em cũng ngại. Nhưng mà cuộc sống của mình như vậy, mình phải ráng, mình cố gắng thôi chứ biết làm sao. Cũng giống như là lên sân khấu, em là một người hoàn toàn khác, khác hẳn với ngoài đời. Em cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn chị Mỹ rất là nhiều. Giờ xúc động quá rồi, sao hát được đi vậy hả em? Dạ thì em trên sân khấu thì em hát rất kép độc thoại. Thì giờ em sẽ làm một đoạn em thoại thôi. Thoại một đoạn tướng. Dạ đúng rồi. Quân sĩ vô, mau tấn công vào thành cho ta. Hey. Quận Nguyên mắm tới lưng danh hiển hách, giáp trận tung bay, võ ngựa nguyên mắm tới dẫm nát cả địa cầu. Quận Nguyên mắm ta đi đến đâu,
thi với Mão Đỗ. Quận nhà Trần nó kinh hồn bạc vía, bỏ kinh thành tháo chạy thoát thân. Kiếm phép của thiên triều sẽ làm cỏ nước Nam, bức nguyên đồ nguyên quốc. Ha 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 ha, khắc tên Mông Kha đại hãn. Ha 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 ha. Trời ơi, một con người khác hẳn, một con người tràn đầy năng lượng. Anh Bạch ơi, cho em nói một câu là thôi thì ở trong cái chương trình này thì sẵn đây á, là em có một chút xíu cái quỹ của mấy chị em trong bạn đạo của em á, cho nên là em xin trích ra 2 triệu để mà gửi tặng cho em quà. Thật ra thì tấm lòng của cái hội thiện nguyện của chị Mỹ lan tỏa khắp mọi nơi, và hôm nay thì đủ duyên gặp nhau cho nên được chia sẻ. Mong rằng những đứa bé nhà em sẽ vui hơn về cái tình nghệ sĩ dành cho nhau ở bất kỳ lúc nào. Và bây giờ thì xin được thay mặt chương trình gửi những bó hoa tươi thắm đến với khách mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Dạ em cảm ơn anh ạ, cảm ơn chương trình. Và bó hoa này là để dành người trong cuộc, nhân vật chính của buổi hôm nay của Ngôi Sao Đương Thời. Chúc em cũng như chúc Thoại Mỹ và tất cả những ai yêu cải lương hãy luôn luôn giữ ngọn lửa ấy trong tim, bởi vì cần một ngọn lửa nhỏ để truyền cho nhau, để biết nơi nào diễn cải lương thì các bạn sẽ đến để chia vui, để cộng hưởng, ai thích thì các bạn có thể học hỏi được. Và thưa quý vị, không có gì mất đi trong cuộc đời này, miễn rằng trong tim chúng ta lưu giữ tình yêu sắc son. Thưa quý vị, hãy đến với chương trình chúng tôi vào tối thứ ba lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý vị có thể xem lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình này do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Đồng hành với chương trình đó là nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Với những điểm son cho nghệ sĩ Hữu Quốc được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2007. Qua mọi biến cố, anh lại biết thêm những vai trò khác trong nghệ thuật, tìm lại được chính mình trong muôn vàn những khó khăn, bộn bề hay gian nan thử thách. Đến nay, sau 21 năm, sau khi đạt huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc đã có những bước tiến vượt bậc. Hy vọng quý khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu thương. Tuần sau, xuất hiện trong chương trình Ngôi Sao Đương Thời sẽ là một nhân vật đặc biệt, được xem là tuổi thanh xuân của thế hệ 8X, 9X, ca sĩ Khánh Phương. Em cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, thất vọng có, buồn có. Em có cảm giác như là em không muốn đi hát nữa. Bố em nói là con không thể rong ruổi như một đứa trẻ mãi. Đó là cái ngã ba đường, đây là cái lúc mà em phải lựa chọn. Đón xem tập 8 chương trình Ngôi Sao Đương Thời vào lúc 21 giờ tối thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 13 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.